Hello. Xin chào mọi người nha. Đây, tôi đã thấy một con kỳ nhông đây ở trên gốc cây sầu riêng đây. Đó. Thì tiến hành đó. Bắt chúng đây. Sẽ đi ngược về hướng còn lại của chúng đây. Và mình tiến hành mình vào nó nhảy tiêu rồi vào cái lùm này rồi. Bước thứ hai là mình sẽ vồ bằng tay. Mất tích ta.